Xin chào tất cả các bạn. Tớ tên là Quỳnh. Hôm nay tớ xin phép được giới thiệu về bản thân. Lý do mà tớ chọn chủ đề này bởi vì tớ muốn các cậu hiểu thêm về tớ. Đầu tiên là tên đầy đủ của tớ là Dương Ngọc Quỳnh. Ngày tháng năm sinh là 23 tháng 5 năm 2008. Hiện tại gia đình tớ đang có 5 người: bố, mẹ, anh trai, tớ và em trai. Ngôi trường mà tớ đang theo học là trường trung học cơ sở Bascan. Nó rất là bé, nhưng trong đó chứa đầy tình cảm, yêu thương và lòng nhiệt huyết của các thầy cô giáo. Lớp tớ là lớp 6D, hay còn gọi là K10D, do thầy Oai chủ nhiệm. Sở thích của tớ là được đá bóng với các bạn nam, bởi vì các bạn ấy đều là con trai, có mỗi một mình tớ là nữ, nên có thể các bạn ấy sẽ nhường cho tớ, bởi vì con gái luôn chân yếu tay mềm mà. Tớ rất thích được đi bơi, mặc dù tớ không biết bơi, và chơi cầu lông, chơi bóng đá, mặc dù kỹ thuật đá bóng của tớ rất là tệ. Cầu lông thì cũng bình thường thôi. Tớ rất thích Blackpink và bạn thân của tớ là Ngọc. Bạn ấy không học ở lớp 6D nhưng lại học ở lớp 6A. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe tớ và xem video này.